Tôi nghĩ là không ai có thể meet liên tục được 4 lần cộng về cộng 1 đâu. Tôi nghĩ không ai thể meet được. Dấu tên 609 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy ơi, e có con ước bay N300B đá ranh huyền thoại thua thông 5 game R, thầy cứu e với. Em nhìn thầy xem có giống người đang cứu được không? Giống người có đi cứu được không em? Thầy đang không cứu được mình luôn này, đang không cứu được mình luôn đấy. Đang không cứu được mình luôn mà. À, bây giờ thì xem nào, bây giờ thì tôi sẽ làm một content khác đi. Bây giờ tôi sẽ làm một content dấu tên 136 đã đâu nick cho Kiên chưa bạn? 10.000 đồng. Ui cảm ơn Việt Anh nhá. Lang này có được gọi là lang băm không thầy nhỉ? Sợi lang băm Việt Anh ơi, đang chữa cái bệnh này ra bệnh luôn mà. Từ tôi phải xem cái gọi là tôi phải xem cái bệnh của con vợ Kiên Bạc Tỷ này là cái gì đã. Con vợ Kiên Bạc Tỷ chưa nói gì với tôi đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Con vợ Kiên Bạc Tỷ mới gửi nick, chẳng nói năng gì, gửi nick không à? Chẳng nói năng gì, cũng không biết là bệnh tật như nào, đội như nào luôn. Cầu thủ chạy như CC thầy ạ. À, cầu thủ chạy không hay à, chạy như CC à, ok được rồi. Đội hình này được xếp kiểu gì nhỉ? Con vợ Kiên Bạc Tỷ đưa cho thầy bài toán nó căng thế nhở? Ôi trời ơi. Bruno Mars đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy có đang hài lòng về lối đá và phong độ của thầy hiện tại cô? Đây đã là thời điểm thầy nghĩ là đang đạt được độ 9 chưa? Em thấy thầy chưa được hoàn hảo vì thầy cô dùng mấy chức năng phổ biến nhiều người dùng của game này như bẫy việt vị, xúp đội hình hay đỡ bước một. Thầy nghĩ sao về ý kiến này? Tôi thì tôi nghĩ là tôi sẽ đá theo kiểu của tôi. Tôi thắng hay thua theo kiểu của tôi chứ tôi không thấy là ông kia bẫy việt vị hay thì tôi phải dùng bẫy việt vị giống ông kia. Tôi cảm thấy tôi chơi game tôi thấy thoải mái. Đại quý đã là được. Hết. Tôi chơi game là để tôi cảm thấy tôi vui và tôi thoải mái nhất chứ còn tôi chơi game chẳng phải thắng ai cả. Tôi đá hay thì tôi thắng người ta, tôi đá kém thì tôi thua người ta chứ tôi không đặt mục tiêu là tôi phải thắng này phải thắng kia. Đâm thẳng hạt đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Bệnh này chẩn đoán ban đầu bị đột quỵ sống sở. B2. Đề nghị người nhà lo khoản phí để cấp cứu nhanh ca là hết cứu mặt buồn. Nặng lắm rồi đấy, cái trường hợp này nặng lắm rồi mà. B2 à? Cái đầu tiên tôi nhìn qua nick Kiên Bạc Tỷ này là tôi thấy đang bị thiếu đấy. Tôi đã thấy đang bị thiếu một chút. Ôi trời ơi. Mesut Ozil đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nay đám cưới ông anh họ em chả hiểu trông đồ kiểu gì bị mất cái hòm đựng tiền mừng luôn thầy ạ. À. Bên nhà hàng tổ chức tiệc cưới hời hợt thật đấy. Tiện thầy cho em hỏi bên thầy còn con ức nào có rô béo ai cần cộng 5 không ạ? Giá bao nhiêu cũng phang. Có em ơi, bỏ lại bỏ đi nhá, đám cưới người ta bỏ đi em nhá, bỏ đi. Bỏ đi mà làm người nhá. Đầu tiên cái nick này tôi đang thấy là thiếu khoảng 3 vòng sự kiện. Ôi trời ơi. BKV đã donate cho Tabi 10.000 đồng. BKV nhá. Tabi giỏi influencer nhỉ, vực dậy The Sea cả một hệ sinh thái, lần đi TidyG, Mesut rồi khoa trò. Buôn có bạn bán có phường. Quả không sai, trước nay xem content FO4 bừa phứa các content giống nhau quá. Ít tương tác với người dùng. À thì mình căn bản như này mình nghĩ là mình làm một mình ấy. TBC mình làm đã đến đâu đi nữa cho thì Tabi mình không là 10.000 đồng. Chỉ đến một cái mức đúng rồi, cứ chơi vui là được, đừng để game chơi mình. Mà thua thì cứ đỏ hỏn thôi thầy nhỉ. Trời ơi, thua phải cay chứ, bóng đá thua phải cay, bóng đá mà thua không cay thì không phải bóng đá. Bóng đá mà thua không cay không phải bóng đá, đừng ông nào bảo không cay, cay bộ. Cái trò bóng đá nó thế mà. Việt Anh học sinh gương mẫu đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Ui cảm ơn Việt Anh nha. Nói chung là tôi nghĩ kể cả tôi hay là kể cả anh em, với nhiều người người ta nhìn vào kênh tôi hay nhìn vào cộng đồng tôi bảo thằng này tẩy não cộng đồng. Thằng này tẩy não cộng đồng là sao chúng nó nghe răm rắp. Đó, có nhiều người nói như vậy. Sao mà anh em người ta bây giờ người ta xã hội bây giờ tôi nghĩ là chỉ có thằng khôn với thằng khôn hơn chứ là thằng ngu nói thật anh em. Làm gì có chuyện bị tẩy não hay là cái gì ấy. Người ta thấy đúng thì người ta nghe. Người ta thấy sai thì người ta không quan tâm nữa, thế thôi. Nó chỉ đơn giản, quan điểm của tôi đơn giản là như vậy. Chỉ có thằng khôn với thằng khôn hơn thôi, giờ kiếm thằng ngu khó lắm. Bảo ngu khó lắm. Không có đâu. Đấy. Chỉ có khôn với khôn hơn. Cái nick này của đầu tiên ấy là tôi thấy nó Jack River đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thế nào chứ? Chào thầy em vào lớp trễ, em xin phép nghỉ buổi hôm nay luôn ạ. À cái gì đấy Jack ơi, vừa mới đến mà ngồi có chưa cả ấm đít. Nên là đầu tiên tôi thấy là nó thiếu một cái con đủ đấy, thấy chưa? Nó thiếu một con CAM đủ hay. Linh đã đổi được tên đã donate cho Tabi 11.111 đồng. Cảm ơn Linh nha. Gì mà tẩy não anh em, chơi game là cái chuyện tẩy não. Ví dụ như bạn đá hay, bạn đá đẹp mà bạn cho thằng lối đá đi đúng. Xin gương mẫu đã donate cho thì những Tabi người đồng quan điểm của bạn người ta sẽ nghe. Ôi, ví dụ như bây tôi thích đá tấn công thì những người anh em nào ở đây người ta thích đá tấn công thì người ta sẽ gọi là đi theo cái triết lý cùng giống nhau. CR7 BTB chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Nope. Sao nó không ra từ sao nó giấu tên 096 đã đâu cho Tabi 10.000 đồng. À mà thầy ơi, thầy nhận định thế nào về trận siêu cấp nước Anh sắp tới giữa Arsenal và Man City thầy nhỉ?
Em đánh giá MC đang đỉnh cao nhưng mà Arsenal cửa thắng khá rộng, khả năng ăn 2-1 thầy ạ. Kai Ha vớt cú đúp. Mesut Ozil đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy cũng, cho thầy em hỏi hôm nào thấy đá tiếp ạ? Thầy cho em đá với được không ạ? Em mới mua hai cái cờ lê nên muốn test thử ạ. Ồ, ghê nha. Chủ nhà thầy đá tiếp em ơi. Sâu mát 2v2 hôm nay vô địch có được nhiều tiền cô thầy. E thấy có ông game thủ nào đó bữa rêu rao nói không với sâu mát mà cuối cùng nay vẫn thấy có mặt, thấy còn trai hát cật lực mỗi ngày đá suốt đội hình liên tục năm hậu vệ 2 CDM các kiểu. Hay là Garena bắt ép game thủ phải tham gia hả thầy? Mình thì mình không quan tâm lắm đến cái việc là người ta đá như thế nào đâu. Bây giờ mình không quan tâm lắm đâu. Cái việc của mình bây giờ là mình phải làm tốt việc của mình á. Mình làm tốt việc của mình và mình kéo cộng đồng đi lên. Tiền bạc tỷ đã đâu nết cho ta bi 30.000 đồng. Em bắn thầy một tia, thầy chơi sự kiện sót thầy mở thẻ luôn nhé. Ôi Kiên ơi, đây chuẩn bị Kiên quét QR. Thầy bật lên Kiên quét QR nhá. Nick này của Kiên thiếu khoảng 2 vòng sự kiện. Siêu khỏe, nếu có 2 vòng sự kiện siêu khỏe. Hứa với Kiên là như vậy. Lêu lêu đã đâu nết cho ta bi 10.000 đồng. Angry đó. Angry không đợi xỉu đã donate cho Tabi. Cái chữ rò nó phải rung nữa anh. Nope. Angry đánh nhau trượt vậy nhờ. Angry. Bruno Mars đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Dự có gót này chớ. Dự có gót này chớ đép luôn mà. Chớ đép luôn. Haru đã hết bị thầy đòn đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Haru nhá. Sau khi The C thầy khám chữa bệnh thì các cháu nhà tôi đã được nâng cấp QD lên một tầng cao mới. Con vợ Haru nhá, yêu cầu bỏ ngay mâm cơm nhá Haru nhá. Anh em hôm qua anh em bắt quả va nặng đấy, quả va đấy hôm qua xin mãi mới gọi là anh em bỏ qua con vợ Haru nhá. Bida đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Hello thầy.nay, em được gặp thầy trên sân em vui quá, chúc thầy tất cả giá như. Ok, cảm ơn em nhá. Hôm nay tôi thể luôn. Hôm nay ra sân gặp nhiều anh em ấy. Hôm nay lúc bước ra sân gặp nhiều anh em cảm giác sướng. Vì tôi nghĩ em đổng trong mưa gió này xa nó chắc khoảng 5 anh em ra là cùng 4 năm anh em. Nhưng bị thầy Tân ép đá giờ đúp đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Giỏi trận luôn. Arsenal nhót mặt cười. Giỏi trận luôn. Ôi giời ơi. Khải đã donate cho Tabi 11.000 đồng. Trên đời có kẻ mạnh và kẻ đưa thầy chơi sự kiện Kiên nhé. Nếu là Kiên mình cùng sửa nhé. Từ Kiên như nào? Ý Kiên như nào? Thấy ra thầy bật luôn này. Ý Kiên như nào? Thấy ra thầy bật quy đó lên luôn này. Có vợ Kiên là ý em như nào? Dám khẳng định chưa bao giờ dùng mâm cơm mặt cười và một vài hôm nữa sẽ có clip kêu đi giá như trên group. Đừng nói thế, Haru ơi, có 4 mâm nhá. Lúc thầy kiểm tra có 4 mâm lại bảo không dùng thì người ta nghe nó gọi nó có thể là đúng em mới đúng về tình. Nó sai về lý. Khánh sai về lý. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ôi giời ơi. Em Nam Tabi còn đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Con vợ Haru hỗn quá, thầy đã bắt tận tay vẫn cãi cố. Trường hợp này không sớm thì muộn sẽ lại tiếp diễn. Thầy nên suy nghĩ đuổi học trường hợp con vợ Haru. Yên tâm, trừ yên tâm. Thi đua của lớp rồi mặt cười. Thầy xong đã, thầy sửa xong cái nick Kiên đã. Kiên nhìn thấy chưa? Thầy xét lại đội hình một chút. Đội hình chạy ngon ngay. Con vợ Kiên bạc tỷ này sẽ đắp linh tang linh tinh. Sẽ đắp chiến thuật đơn sai, chiến thuật chung cũng sai. Đâu nết bị lãng quên đã đâu nết cho ta chạy không ra gì cả. Đồng. Em thấy cộng 3 Rodri hơi xấu thầy ạ, à. Giá như là cộng 5 là khỏi bệnh R phải khung thầy. Chính xác. Con vợ đấy một cái người không phải bác sĩ, không phải thầy lang như Việt Anh mà con nhìn ra được. Đó. Mà con vợ Kiên bạc tỷ này để cho cái tình trạng cộng 3 nó xảy ra quá lâu rồi. Bruno Mars đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Tôi đập về một. Kiên bạc tỷ đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Kiên nhá. Thầy bật QR đi. Nope. Thầy bật QR đi à. Nghiện rồi con vợ này nghiện nặng. Tôi nói thật anh em, con vợ này là trường hợp này là nghiện rồi. Con là quản lý đội thì nó mới đúng chứ, còn trưởng ban truyền thông tôi thấy nó cứ sai. Mày bắt được quả này thì giỏi quá. Mày bắt được quả này giỏi quá, quýt chưa? Xếp đội người quýt chưa? Vớ vẩn đã donate cho Tabi 11.111 đồng. VNB một cổ xử lý thanh toán. Ôi trời ơi. Trung tâm cai nghiện FO4 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Gì nữa? Hello nữa, quên biết gì cứ hello hoài à. Đó. Nào. Ôi trời ơi. Già Bao đã donate cho Tabi 10.000 đồng.
Hôm trước có nhắn cho Pet xin thầy chữa bệnh mà bị từ chối. Ô xin chúc mừng, ok, cảm ơn anh em đã vừa thanh toán nhá. Em quét xong rồi ạ. Ok, cảm ơn anh em nhá. Nhà báo FO4 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thế là như nào nhỉ? Thế bây giờ mình chơi luôn hay là săn jackpot nhỉ? 2.000 để ăn jackpot thì khó lắm nhỉ. Ít này săn gì thì tôi mình nghĩ là chơi thôi. 2000 years later. Ok, tôi sẽ chơi với cái nick kia này 1 triệu. Lukaka vị trí sở trường ST nhưng bị thầy Tân ép đá giờ đúp đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy mở được Lukaku E21 từ gói cộng 8 tôi donate thầy 50k. À, tin chuẩn. Này, thách đố à, thách đố chính quyền à? Được rồi, thách thức chính quyền. Mốc 50 tôi nhận rồi anh em, mốc 50 tôi vừa ra tôi nhận rồi nhưng anh em chưa nhìn thấy đâu, tôi nhận rồi. Đây này, anh em bảo anh em sẽ ôi thấy. Trời ơi. Tôi xin phép anh em nhé, chúng ta quay trở chủ đề là với 1 triệu đồng nâng cấp nick của Kiên Bà Tỷ như thế nào? Erling Haha đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Bóc 3 sẽ là một bản hợp đồng nâng cấp, một bản hợp đồng gọi là nâng cấp. Đấy, nâng cấp cái tuyến giữa của cái nick con vợ này. Ôi trời ơi. Nó sẽ pháo hoa liền. Thierry Henry. Rồi sẽ có cái bản hợp đồng nào để nâng cấp không nhỉ? Nâng cấp cái tuyến này lên, khả năng đập con này lên cộng 5. Đó, đập con này lên cộng 5. Ôi trời ơi. Con này có được không nhỉ? Con này có được không ta? Được không ta? Ôi trời ơi. Dấu tên 662 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nghe nói thầy Tabi Tuấn Anh chuyên build nick 1 tỷ mạnh nhất trong tầm giá 200 tỷ à thầy. Nói đầu ra 662 tin đồn thiệt. Em phải muốn nâng cấp cái nick cho em Kiên mà xem chừng khó quá nhỉ. Muốn nâng cấp một tí cho em Kiên bạc tỷ em mới chơi game cho nó đỡ cực mà khó quá nhỉ. Được rồi, phập cái gói này luôn. Thầy đừng phá em Kiên nữa, thầy muốn nâng cấp cho Kiên lên, thầy giúp Kiên một tay mà làm sao. Thôi xong rồi. Vla cho đi mốt này, thằng này là mặc định ở gói này sao, thằng này là mặc định. Vla cho đi mốt này. Bổ sung mấy con hàng cho em nhé thầy. Con này xin phép luôn, thầy bổ sung. Bây giờ Kiên cần vị trí gì? Thầy bổ sung luôn con này. Ok, đây sẽ là cái lá bài mà bổ sung chất lượng số lượng của Kiên. Ok. Ôi trời ơi. Dấu tên 079 đã donate. Có cái gì đâu mà nó là Lukaku thì nó là thôi luôn, nức lòng hâm mộ em ơi. Pháo hoa là đi rồi, pháo hoa là Kiên đi. Ôi rồi, ơi. Kiên đi Erling rồi. Erling Haha đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Sau khi đưa cho thầy nick thì từ Kiên Bạc Tỷ thành Kiên Bạc Đầu. Phôi cũng không được cơ, con này phôi cũng không được mà bán cũng không xong. Phôi không được mà đá cũng không được, lương 14 của CB này chỉ số 100. Mà ác thế nhở. Ôi trời ơi. Kiên Bạc Tỷ đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Chịu thầy. Bình tĩnh Kiên ơi, bình tĩnh, cứ bình tĩnh Kiên ơi. Cứ bình tĩnh đã, mọi thứ đâu có đó. Nó đâu cũng vẫn còn có đó mà, cứ bình tĩnh đi. Ôi trời ơi. NT Vinh đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Chào thầy, lần đầu donate thầy có nhớ em cả, mặt cười. Cảm ơn Vinh nha, thầy nhớ chứ Vinh ơi. Đây sẽ là bản hợp đồng chất lượng được chưa? Bản hợp đồng chất lượng ok chưa? Toni Kroos. Đó, Toni Kroos thầy sẽ bổ sung vào đội hình này. Cảm ơn Netflix luôn, Netflix luôn. Chịu Kiên. Cái gì mà chịu Kiên, làm sao mà chịu Kiên, nó làm cái gì đâu mà chịu. Nào. Qua hầm đã, qua cửa, rồi. Lửa lên. Pháo hoa là vẫn đi, pháo hoa bét vứt rồi. Hai là thủ môn. Lukaka vị trí sở trường ST. Mở ra hai thủ môn. Lần ép đá giờ đúp. Cái này khả năng không ổn rồi kia ạ. Khả năng là không ổn rồi đấy. Tình hình là thầy thấy không ổn rồi. Hôm nay hơi đen, thật sự hôm nay hơi đen. Tức là rồi, tôi nghĩ là nếu như mà không thể nâng cấp được thì tôi sẽ bảo Kiên nạp thêm M nữa, khả năng là nâng cấp nhanh. Mertani đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ơ Kiên ra đi sớm quá. Anh em dành một phút mặc niệm cho Kiên đi. Thôi con này là sẽ là mình nghĩ là con đích nê này nó sẽ là một cái sự bổ sung chất lượng ở hành lang cánh trái đấy. Đích nê thay con này. Đấy, con lương 19 thay con lương 17 thì chắc chắn là một sự bổ sung hoàn hảo. Lương 19. Kiên Bạc Tỷ đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Kiên. Em chịu hẳn rồi. Có cái gì đâu mà Kiên ơi, chơi nó phải tự tin lên em. Mình phải tự tin lên chứ, mình là lính chứ mà. Đó, tự tin lên. Bóc 3 này, tôi sẽ nâng con bóc 3 này lên một chút. Nâng con bóc 3 này lên một chút. À, mình sẽ dùng những cái con phôi 108. 107 này, Camahan này. Wyndham này, Matisio. Đấy.
Con này chắc chắn nó lên cộng 4. Chắc chắn anh em là vậy, có thể là nó hơi xấu vì nó không được cộng 5, nhưng chắc chắn nó sẽ lên cộng 4. Để cho Kiên có một cầu thủ chuyền bóng tốt ở giữa sân. Đó, 4 bóng 3, một trong những cầu thủ chuyền bóng cực tốt ở cái mùa RTN này. Ôi giời ơi. Em Minh không giấu được tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Em thưa thầy, bạn Kiên đang gỡ game ạ. Sao và tại làm sao bóng 3 lại về 1 nhỉ? Tại làm sao mà lại về 1 được? Nó đang là một nỗi buồn. Triều Bảo Thâm đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Triều Bảo Thâm nhá. Có biến rồi, Đại Vương ơi. Không ổn rồi, Đại Vương ơi, chúng ta mất kết nối rồi. Không ổn rồi. Không ổn rồi. Lên 3. Ôi giời ơi. Cristiano Ronaldo đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Sao hôm nay anh không gọi tôi ra chở? Tôi phóng con Bugatti Chiron. Ôi giời ơi. Cả nhà cả cửa được còn 1 mét giờ đòi Kiên bơm tiếp chắc Kiên ơi. Cho đồ đạc trong nhà bay hết cắm luôn con xe quay của ông bà già. Ôi giời ơi. Kiên bạc tỷ đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Bán hết. Quan Oan đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Con này phải lên. Em chào thầy, em mới quay trở lại với thầy đây. Thầy chào Oan nay nha. Em trở về đem theo một tin vui thầy ạ, à, đó là em mới vừa chơi 500k sự kiện mà lại ăn được jackpot nè ấy. Tin em vui đấy, tin của em rất vui nhưng nó không đúng chỗ nha, nó không đúng thời điểm nha, Oan Oan nha, nó đang hiện tại nó đang không đúng thời điểm. Đó. Ôi trời ơi. Nhà báo FO4 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nãy tôi nghe thầy bảo nay thầy mệt các kiểu mà. Mệt thì nghỉ đi thầy, sao lại đi phá ớt viewer thế? Ôi giời ơi. Cưỡi Châu đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Kiên lỡ yêu một người có ước mơ, mơ điều làm Kiên thấy hoang mang lo sợ. Cưỡi Châu cay thế nhở? Sao không được nhở? Sao không được một tiếng nào ta? Cho tôi một tiếng thôi mà. Cho một tiếng thôi, được không? Quả em kia này, thật sự luôn, nếu như mà tôi thấy, nếu như theo những gì mà tôi thấy, thì con vợ kia này cần nâng cấp cánh này lên. Cần nâng cấp cánh này lên lương 22. Một con nàng chạy cánh lương 22 có độ gọi là sát thủ. Có một độ sát thủ cánh trái. Sát thủ với cánh trái là hoàn hảo với 50 tỷ này. 50 tỷ PP, nâng cấp cánh trái lên. Cái tên ở đây tôi tìm đến là Sterling. Ronaldo đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Kiên ơi, sao bạn lại đặt niềm tin vào Tabi Tuấn Anh? Kiên đã chọn nhầm người rồi. Và Kiên đã nhận ra sai lầm của bản thân chưa? Không được. Tự nhiên thằng này chân 3, thằng này tới chân 3, chân 5. Mà mua 17 tỷ nó hơi căng, để tôi sẽ chọn con khác. Cờ Varadkaria, con đấy cũng là một con khá là hay đấy. Cờ Varadkaria. Con này 100 mà, dí một con này khó đấy. Học sinh rốt người donate bị lãng quên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn học sinh rốt nhỉ. Tôi dần thấy lo sợ về chuyên môn đập thẻ của Khay. Đỏ đen thôi, nó đỏ đen. 50 tỷ, nó đây rồi, nâng cấp lên. Đúng chưa, hôm nay đã là người đi chợ chuẩn chỉ chưa, nói cái gì đó đi. Rồi, tiết kiệm từ xu 1. Ok, cứ bán hết đi, đừng có nói chuyện bán hết đi, tôi đang nâng cấp. Các ông đừng vào hùa, tôi đang nâng cấp nhá. Thấy chưa, bây giờ là con thủ môn. Bây giờ là Kiên cần một con thủ môn tốt hơn con Rubaticio này. TBC đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Chọn sai nền văn minh nó vậy đấy các bạn, Kiên là một ví dụ đấy. Tuyệt vọng này chắc đầu thai mới hết được. Tôi nghĩ là không ai có thể mít liên tục được 4 lần cộng về cộng 1 đâu. Ai thể mít được. Dấu tên 609 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy ơi, e có con ớt Bayern 300B đá ranh huyền thoại thua thông 5 game error, thầy cứu e với. Em nhìn thầy xem có giống người đang cứu được không? Giống người có đi cứu được không em? Thầy đang không cứu được mình luôn này, đang không cứu được mình luôn mà. Mà nó có thẻ này đã lấy con theo icon cộng 8. Ôi trời ơi! Lukaka bị trí sởi. Tuy nhiên bị thầy Tân ép đá giờ đúp đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Bán luôn, bán anh hết. Anh em đồng ý tê xin phím 2. Bán hết. Quả triệu là sao ta?
bán hết, có cái gì bán hết đi. Bán hết để đầu tư lại, để thiết lập lại đội hình. Cưới Châu đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Cưới Châu nha. 1 triệu là bạn Kiên mua niềm vui ở kênh thầy thôi, chứ quan trọng gì cầu thủ nào mà Kiên có vui không Kiên? Vui, Kiên vui mà, cứ hỏi hoài, vui. Có vui nhá. Vui mà, cứ hỏi dò hoài, đúng rồi. Đây rồi, Rycard này tôi sẽ mua con Rycard này về để bổ sung. Tôi sẽ mua con Rycard này về bổ sung, con này đá DM được vì trước tôi đá rồi. Trước tôi đã đá con này. Hứa với anh em luôn, tôi sẽ mua này về để bổ sung chất thép. Con này tôi đã chơi rồi, con này tôi là người đã chơi con này rồi và rất là hay, con này đá rất là hay luôn. Rất là hay, xúc. Cưỡi Châu đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Xã hội bây giờ đưa 1 mét cho người khác thì rất dễ bị lừa mất 1 mét, chỉ có đưa cho thầy Tabi là mất 1 mét mất luôn cái đội hình. Quá đâu, nói thế là ai người ta tin tưởng nữa, không có sự tin tưởng đâu. Con này đá rất thay, tin tôi đi, khổ quá không, tôi đã đá con này rồi, tôi đá con này nhiều lần rồi luôn. Đấy, con roi khác này nha, đá cực hay. Mày rất hay luôn là khác, nếu như anh em biết, muốn nó biết nó hay như thế nào, vào sân. Nhá, muốn biết nó hay như thế nào, vào đây. Con Rizzy Kurt EBS này còn cũ hơn cả cái quần xịp đầu tiên của em. Rycard nó hay mà tại sao người ta không chịu thừa nhận nhỉ? Con người ta nó lấy đi cái sự thừa nhận của anh em về cái này. Jonathan đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Dù ai nói gì đi nữa e vẫn tin thầy Tabi. Đúng. Đó, nỗ lực tới cùng, đánh đầu mạnh, cứng như thép, truyền dài, kiến tạo, thánh truyền bóng. Công cần gì ở một DM nữa. TBC đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Công cần gì? Nào. Cái độ hay của Rycard nó sẽ được tôi thể hiện ở trên mặt cỏ xanh. Declan Gạo đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Trên đời có hai loại người, một là người may mắn, hai là người Tabi. Cái gì mà người Tabi là cái gì, Tabi quan gì hết. Rycard đá cặp cùng tờ Germany, nó là lá chắn thép ở giữa sân. Máy bơm đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Máy bơm nhá. Bỏ thằng Châu Bùi đi thầy, bán hết phôi mua thằng Enzo thay mà thầy cho em hỏi Kiên đâu R ạ. Thánh chuyển bóng. Cần cái gì ở một DM nữa hả? Ôi trời ơi. Kiên Bạc Tỷ đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Mai vẫn còn kèo tay cầm thầy nhé, em nhắn SBTS qua FP thầy nhé. Ok Kiên ơi. Đó. Cái gì mà sao cứ giữ Henry tôi lại vậy? Ủa là? Ủa nhau à? Rycard. Cưỡi Châu đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ông kia nói linh tinh quá, thế giới này có hai loại người, một là may mắn, hai là Kiên Bạc Tỷ. Cái tác động đến từ Frank Rycard, cái gọi là cái cội nguồn dẫn đến bàn thắng này, nó là cái đường truyền Rycard. Ôi trời ơi. Là cho Mane. Châu Bùi World Cup này là một trong những thằng DM có đánh giá là ngu nhất trong những thằng DM mà trong những thằng DM ngu thì thằng Châu Bùi này là một trong những thằng ngu nhất trong những thằng ngu đấy. Đấy là cái hay của thánh truyền bóng. Ôi trời ơi. Cái hay đẹp của con này Tabi đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thằng nào bảo con này thua Savi thì tôi cũng quỳ ấy. Rycard thua Savi kiểu gì nhỉ? Tôi thề luôn đấy. Rycard này không hiểu thua Savi kiểu gì trong cái trò phía 4 này luôn. Thua kiểu gì nhỉ? Tôi đã bảo anh em tôi nhận nâng cấp nick của em Kiên lên, em Kiên nhìn đá này nhá. Nhìn thấy đá xong, lần sau cứ làm đúng như video là được. Tôi không nhớ ra. Rondo này. Sự hết từ nói. Hết từ để nói về Rycard. Không có từ nào, không ngoài bút nào diễn tả nổi. Hết. Sự như vậy. Này em chuyền bóng như này mà. Đấy. Nó chuyền bóng như thế cơ mà, nó chuyền bóng đúng nhịp như thế cơ mà. Thầy phải chơi chia xa cơ, tại sao phải chơi chia xa? Khi chúng ta có Benedict cái 23T. Tại sao? Đấy, chúng ta ở đây tôi tranh luận, gọi là tranh luận rất là kiểu là lịch sự với anh em. Tôi đưa ra cái luận điểm của tôi, anh em người ta phản biện như thế nào? Ông này lý lẽ quá không cãi được rồi. Ôi kìa, tôi đang tranh luận với anh em, anh em có cái lý của anh em, tôi có cái lý của tôi chứ. 30 sai. Thì tôi hỏi anh em là tôi sai ở đâu thì anh em không nói được. Trượt. Ui Benzema kìa.
Benzema nhảy búa Benzema mà tôi cứ tưởng là Vũ Công Samba ấy. Seri thầy lang băm cái gì mà thầy lang băm có rồi, anh thợ sửa ác. Anh em nào kêu thầy sai thì đưa ra luận điểm của mình đi kia. Thầy không bao giờ sai cả nhé. Chơi SK1TA được hẳn 50 ti. Đen phải chịu, biết làm sao bây giờ, đen phải chịu mà, cho anh chỉ chết, đen phải chịu thôi. Ở bye bye anh em nhá, hẹn anh em vào trưa ngày mai anh em ơi. Hẹn em vào trưa ngày mai. Ôi giời ơi.